Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay đọc báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 6 năm 2018. Vui lắm quý vị và các bạn. Vui lắm vì đồng nghiệp của mình đã làm được. Bài báo có tựa đề là tòa tuyên 5 bị cáo trắng án, người dân khóc nức nở. Tôi thì tôi không đặt cái tựa đề của bản tin của tôi là như vậy. Tôi chỉ đặt cái tựa đề của tôi rằng là mọi người cứ khóc. Khóc trong cái sự sung sướng. Khóc trong những cái nỗi vỡ òa tột độ. Trong cái cuộc đời làm người hành nghề luật sư của tôi cũng có những lần bị cáo được tuyên trả tự do tại phiên tòa. Một cái hành trình khó khăn, vất vả, gần như là những cái nghiên cứu của luật sư nó phải nhiều gấp bội, và mình phải có một cái niềm tin vào công lý. Và các đồng nghiệp của tôi đã làm được, quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn nghe toàn bộ cái nội dung của một cái bài báo, để quý vị và các bạn thấy rằng nghề chúng tôi, nghề luật sư là một nghề cao quý. Phiên tòa kết thúc, mạnh mẽ như bị cáo Lê Quốc Khánh cũng chỉ biết lấy tay quệt nước mắt. Mãi mới nói lên lời, từ nay trở đi anh không phải cạo trọc đầu để đi tù nữa rồi. Không thể tin được đây là sự thật, em phóng viên ạ. Bên cạnh anh là người vợ ôm bụng bầu vượt mặt quệt nước mắt lạ chả. Trước khi xử, lúc nào gia đình anh cũng chuẩn bị tinh thần là có thể anh sẽ bị cầm tay và đưa về trại bất cứ lúc nào. Thưa quý vị và các bạn, vì những cái bị cáo trong cái vụ án là được tại ngoại, cho nên đến tòa trong một thân phận bị cáo nhưng là không có bị tạm giam. Anh Kiểm Lâm Phan Tiến Dũng hôm trước mặc màu xanh, hôm qua lại mặc màu đỏ và mang chiếc ba lô đỏ, vì đã xác định một ở lại với vợ con, hai là vào trại. Chiều hôm trước anh về nhà sau vợ chưa thấy anh, các con nhỏ lo lắng. Bố bị bắt rồi hả mẹ? Vợ anh là cô giáo mầm non phải trấn an các con. Ở với gia đình anh chị luôn luôn phải nén nỗi đau, lúc nào cũng phải cố cười nói. Nhiều lúc cũng thương bố mẹ ở quê, ông bà buồn lắm, vì thế mà suy giảm trí nhớ. Gia đình anh có truyền thống đảng viên và đôi lúc cảm thấy áp lực vô cùng. Tôi cũng đã từng thấy được áp lực điều đó từ những gia đình có công với cách mạng, gia đình là liệt sĩ. Nhiều lúc buồn cứ lủi thủi một mình, cố làm việc gì cho hết buồn. Còn ở địa phương nhận xét gia đình có vi phạm pháp luật nên chỉ đạt loại trung bình. Đến khi báo chí vào cuộc họ mới dần dần thay đổi được nhận thức. Anh Dũng nhớ lại, bị cáo Nguyễn Văn Bảy người gầy rộc lúc nào cũng có vẻ buồn rầu. Ban đầu anh lo lắm, một lần đến tòa đưa con nhỏ mới đi mẫu giáo cứ kéo áo anh, không cho đi. Ba đừng đi tù, ở nhà chở con đi học. Lúc xử sơ thẩm lưu động, cán bộ còn mang loa đi rao khắp nơi. Bé được hỏi, ban trộm hả? Lòng anh đau như cắt. Rồi có tháng anh lại nhận tới 30 cái thư trên cơ quan để giải quyết đơn khiếu nại. Đi nhiều quá anh phát nản, bỗng chẳng hiểu vì sao có những kẻ lạ mặt cứ ném đá vào anh. Sợ quá anh phải đưa vợ con vào nhà người thân trú ngụ. Một cái thân phận của bị can, bị cáo là như vậy quý vị và các bạn ạ. Vì ở người Việt Nam vẫn còn cái tư tưởng A Đông. Và khi một người bị vạ lây, cho dù họ chưa có một cái bản án một, thì cũng có những người sai lầm. Bao nhiêu nỗi đau khó có thể nói được. Chỉ biết 2 năm qua là cả 2 năm bị cáo thì bán rẫy, người thì cầm sổ Vân Hàng chồng chất,
Nhưng giờ thì vui rồi, các anh có thể yên tâm ổn định cuộc sống để trả nợ ngân hàng. Chúng tôi cảm ơn báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn bốn luật sư đã kiên trì lặn lội từ Sài Gòn, Đồng Nai về tận Kon Tum để bào chữa miễn phí cho chúng tôi. Ông Dũng rưng rưng. Mọi người cứ khóc, cứ cười rộn rã. Khi người dân về hết, các anh chạy đi tìm thẩm phán để cảm ơn, vì hội đồng xét xử đã rất dũng cảm tuyên bố chúng tôi vô tội. Tựa đề của chúng tôi không theo báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh nữa, mà tôi chỉ đọc cho mọi người và tôi chỉ muốn nói hai từ xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhà báo Ngân Nga, xin cảm ơn hội đồng xét xử, xin cảm ơn các anh chị luật sư, và để thông qua cái vụ án này để nói rằng đời vẫn còn những công lý. Quý vị hãy tin như vậy. Chiều ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Kon Tum đã tuyên bố Kiểm Lâm Phan Tiến Dũng và 4 bị cáo khác không phạm tội trộm cắp tài sản trong vụ cưa gỗ chết khô mà Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần phản ảnh. Hình sự hóa 9 vi phạm hành chính. Theo hồ sơ, vào tháng 4 năm 2016, Kiểm Lâm Dũng đã cho 4 người dân là Lê Quốc Khánh, Nguyễn Văn 7, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Thụ vào rừng đặc dụng Đắc Uy cưa một cây gỗ trắc chết khô thì bị phát hiện. Khúc gỗ mà bị cáo lấy chỉ có 0,123 mét khối, trị giá hơn 19 triệu đồng. Vào tháng 9 năm 2016, Tòa án Nhân dân huyện Đắc Hà phạt 5 bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Các bị cáo kháng cáo kêu oan. Tháng 3 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum hủy bản án sơ thẩm, nhưng sơ thẩm lần 2 vào tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Đắc Hà vẫn phạt 5 bị cáo từ 11 đến 14 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tức là, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà lần thứ nhất thì Tòa án Nhân dân huyện Đắc Hà phạt các bị cáo có tội và tuyên những cái mức hình phạt từ 12 đến 15 tháng tù, phúc thẩm thì lại hủy, cho rằng là một cái lý do gì đó, và tiếp tục về lại vòng 2 của sơ thẩm thì Tòa án Nhân dân huyện Đắc Hà vẫn tuyên buộc bị cáo phạm vào tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên vào ngày hôm qua đó quý vị, thì lại được tuyên vô tội. Ngày 31 tháng 5, vụ án được Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử phúc thẩm lần 2 tại phiên tòa 4 luật sư Lê Văn Hoa, văn phòng luật sư Lê Văn, Nguyễn Thị Kim Vinh, công ty luật LNT and Partners, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, công ty luật Tri Ân, và Nguyễn Thành Công, công ty Đông Phương Luật, khẳng định 5 bị cáo vô tội. Tuyệt quá quý vị và các bạn, 4 luật sư, cả 4 đều đồng lòng cho rằng cái hành vi của các bị cáo không cấu thành tội trộm cắp tài sản, và các luật sư đã tìm những cái viện dẫn, những cái quy định pháp luật đối với hành vi trộm cắp tài sản mà cho rằng các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, truy tố và tuyên ở những cái phiên tòa trước đây là có dấu hiệu không đúng người đúng tội. Theo các luật sư, thông tư liên tịch số 19 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao chỉ có thể xử các bị cáo về tội trộm cắp tài sản theo điều 138 của Bộ luật hình sự cũ, khi cây gỗ trắc đã bị cưa thuộc rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh. Tuy nhiên, Đắc Uy nơi bị cáo cưa cây gỗ trắc chết khô là rừng đặc dụng, nên việc truy cứu trách nhiệm hình sự của họ về tội trộm cắp tài sản là không có căn cứ pháp lý.
tuyệt quá quý vị và các bạn. Trong cái nghề hành nghề của luật sư là không có phải là nói theo cái kiểu là nói cãi chày cãi cối quý vị và các bạn, mà chúng ta, mà luật sư chúng tôi là phải nói dựa trên những cái quy định của pháp luật, về điều, về khoản, về nghị định, về thông tư, những cái quy định đó để dẫn chiếu rằng đối với cái hành vi này, đối với hành vi mà chặt cái cây khô, cưa cây gỗ chết khô thì không có thuộc về phạm vi điều chỉnh, mà theo luật, các luật sư đồng nghiệp á, là theo cái thông tư liên tịch số 19 năm 2017. Ngoài ra, nếu xét xử, nếu xử lý các bị cáo về tội vi phạm quy định khai thác và bảo vệ rừng điều 175 thì theo nghị định 157/2013, các bị cáo lấy gỗ cũng chỉ là 0,123 nên chưa đủ định lượng để khởi tố. Quá tuyệt vời. Việc các bị cáo chặt cây gỗ dù đã chết khô rõ ràng là vi phạm, nhưng sai tới đâu thì xử tới đó, không thể chỉ đáng xử hành chính mà quyết định xử hình sự cho bằng được. Thông tư liên tịch số 19 năm 2017 là mấu chốt chứng minh 5 bị cáo có phạm tội hay không, nhưng có lúc đại diện Viện Kiểm sát tỉnh không tranh luận với luật sư. Khi căng thẳng được đẩy lên, đại diện Viện Kiểm sát chỉ thúc lên: đây là quan điểm của chúng tôi chỉ là đại diện thôi, hãy để hội đồng xét xử quyết định. Tôi nói về cái việc tranh luận thì thật ra thì tôi cũng không có đi những cái phiên tòa hình sự nhiều. Thật ra thì tôi cũng không có đi hình sự một cách thời gian dài, nhưng mà tôi rất là quý các anh chị. Tại vì trong một cái sự kết tinh, việc tranh luận tại tòa thể hiện bản lĩnh của luật sư. Vì có khi nào luật sư thể hiện một cái năng lực qua cái việc tranh luận với luật sư đồng nghiệp, qua việc tranh luận với Viện Kiểm sát. Tôi cũng không có ý định là sẽ xúc phạm anh Viện Kiểm sát. Tuy nhiên rằng là tôi vẫn thích có việc tranh luận, vì khi tranh luận nó mới bật ra một cái vấn đề, mà đây là một cái vụ án hình sự. Khi tranh luận chúng ta sẽ thấy được quan điểm của luật sư là chỉ xử phạt vi phạm hành chính, và quan điểm của Viện Kiểm sát nếu anh buộc vào tội trộm cắp tài sản theo điều 138 của Bộ luật hình sự, thì ở đây 4 bị cáo này có đủ yếu tố cấu thành tội về hành vi, về lượng mức hình phạt. Rất là hay quý vị và các bạn. Tòa phúc thẩm chỉ có thể phạt hành chính. Chiều ngày 1 tháng 6, hội đồng xét xử đã tuyên án chấp nhận toàn bộ lời bào chữa của cả 4 luật sư, tuyên Kiểm Lâm, Dũng và 4 bị cáo không phạm tội trộm cắp tài sản, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. Tuyệt vời quý vị và các bạn. Nếu tôi hành nghề luật sư, bị cáo được tuyên trả tự do về bất cứ một cái tội nào khác, còn ở đây tòa đã tuyên bị cáo hủy bản toàn bộ bản và đình chỉ, một cái cầu rất là tuyệt vời quý vị. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo chỉ có thể xử phạt hành chính chứ không đủ căn cứ xử hình sự. Khi chủ tọa phiên tòa đọc bản án, thấy lời bào chữa của luật sư, hội đồng xét xử được chấp nhận. Hàng trăm người dân đã dự kháng, đã vỗ tay đồng dồn dập hưởng ứng, khiến chủ tọa phải nhắc nhở mọi người giữ trật tự. Đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên tòa, nhiều người đã nhảy lên sung sướng, chạy ao lên các bàn của các vị luật sư đang ngồi để chúc mừng. Người thì tay bắt hớn hở, người thì ôm chầm lấy các bị cáo, rồi những tiếng nức nở xen lẫn những khuôn mặt rạng ngời rộn rã tại sân tòa. Xin cảm ơn những người đã giúp cho người dân cảm thấy rằng còn niềm tin ở công lý. Xin cảm ơn hội đồng xét xử đã dũng cảm tuyên các bị cáo vô tội. Xin cảm ơn các luật sư đồng nghiệp của tôi. Tôi cũng không tham gia trong cái vụ này, nhưng thông qua cái bài báo của phóng viên Ngân Nga, tôi cũng không biết tên thật của phóng viên tên gì. Tuy nhiên rằng cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, để cho mọi người biết rằng còn niềm tin, còn công lý. Thưa quý vị và các bạn, tôi mong muốn đọc cái bản tin
của luật sư Đoàn Gia Phúc, đọc trên tinh thần là vừa đọc vừa phân tích, góc độ là một người am hiểu pháp luật, một người đã từng đi và đã từng cọ sát với nghề. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái vấn đề không biết về ví dụ như tội trộm cắp tài sản, về mức khung hình phạt, về hành vi cấu thành tội, thế nào là tuy vô tội, thì quý vị và các bạn hãy cứ để comment đi, tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn trong cái phạm vi mà tôi đã có được trong quá trình hành nghề. Xin cảm ơn tất cả các anh chị người tham gia tố tụng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cho tôi thấy rằng cuộc đời còn màu hồng. Xin cảm ơn.